chào mừng các khán giả thân yêu đã đến với video mới nhất ngày hôm nay của Tí. Ở vài video trước em đã từng đề cập đến những con chip, và chính vì đã từng đề cập khá nhiều lần rồi, nên ở video này em xin phép bỏ qua cái cùng đoạn kể lể chip là gì và chip ứng dụng vào đâu. Vì các bạn đã quá quen thuộc rồi, nếu video nào cũng nhắc lại thì có lẽ nhiều bạn muốn nhảy vào màn hình, oảnh ép nổ đầu nó mắt mất. Dành cho bạn nào mới theo dõi kênh chưa biết, thì các bạn vào trang video của Tí hỏi và tìm kiếm những thông tin hữu ích về chip nhé. Các bạn có còn nhớ ở vài video trước đây, em đã từng nói về việc thế giới đang rơi vào vòng xoáy thiếu chip trầm trọng ở hầu hết các ngành không? Tình trạng khan hiếm này vẫn tiếp diễn và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mới đây, tờ báo Ấn Độ India Auto Blog đã có bài viết nhận định tình trạng thiếu chip trong ô tô và công nghiệp, mặc dù nhu cầu về chất bán dẫn thấp hơn. Hơi rối não các bạn nhỉ, nhu cầu về bán dẫn thấp hơn mà lại thiếu chip à? Điều này được lý giải thế nào? Theo báo Ấn Độ, trong nửa cuối năm 2022, lĩnh vực điện tử tiêu dùng hiện đang báo cáo nhu cầu giảm mạnh. Điều này dẫn đến việc dư thừa nguồn cung chip mới hơn, hiệu suất cao. Mặt khác, các chất bán dẫn thế hệ cũ, những loại vẫn thường được sử dụng trong ô tô và điện tử công nghiệp, sẽ tiếp tục bị thiếu hụt trong tương lai gần. Tức là dù vẫn còn đang dư thừa chip, nhưng đó là loại chip thế hệ mới dùng cho các hàng điện tử, chẳng hạn như điện thoại thông minh và TV. Còn những loại chip dùng cho ô tô và các loại máy móc công nghiệp thì vẫn cực kỳ khan hiếm, vì đây vốn là những con chip rất khó sản xuất, thế nên mới dẫn đến tình trạng thừa nhưng mà lại thiếu của chip công nghệ. Như này các cụ Việt Nam ta gọi là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra đấy chứ đâu, các bạn nhé! Báo quốc tế Y của Ocean đã có bài đăng tải khủng hoảng thiếu hụt chất bán dẫn trong ngành công nghiệp ô tô. Tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu đã tàn phá các dây chuyền lắp ráp trên toàn thế giới, làm chậm quá trình sản xuất mọi thứ. Sự gián đoạn trong ngành công nghiệp ô tô đã xuất hiện ngay từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch Covid-19. Doanh số bán ô tô giảm mạnh trên toàn thế giới, giảm 80% ở châu Âu, gần 70% ở Trung Quốc và 50% ở Hoa Kỳ. Hay điển hình như ngành sản xuất ô tô tại Mỹ lâm vào cảnh thiếu hụt con chip nghiêm trọng, có những dòng xe phải dừng sản xuất để nhường linh kiện cho các xe bán chạy hơn. Tuần trước, thương hiệu ô tô đến từ Mỹ General Motors tiết lộ rằng buộc phải đẩy 95.000 chiếc xe đã hoàn thành nằm bãi, không thể tới tay người mua chỉ vì thiếu chip. Chưa hết, ngay cả thành phố ô tô Detroit giờ đây cũng đang thiếu ô tô một cách trầm trọng. Nơi đây vốn được coi là trái tim công nghiệp ô tô Mỹ, là thành phố sản xuất xe hơi. Vì vậy, việc thiếu xe hơi ở Detroit là việc khó có thể tưởng tượng các bạn ạ. Và dĩ nhiên là thị trường ô tô Việt Nam cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng ảnh hưởng của thiếu chip được rồi. Cực kỳ nhiều mẫu xe khan hàng. Hãng ô tô Mỹ Ford đã phải cắt giảm sản lượng của một số sản phẩm chủ chốt do tình trạng thiếu chip bán dẫn trên toàn cầu. Trong khi đó, Tesla đã bán một số xe không có cổng USB và sẽ bổ sung về đặt sau. Ô tô hạng sang cũng không nằm ngoài cơn bão, khi Cadillac hy sinh tính năng lái rảnh tay vào Escalade năm 2022, trong khi BMW bắt đầu xuất xưởng một số ô tô không có màn hình cảm ứng. Còn đối với tân binh VinFast, một trong những nội dung chính được nhiều người quan tâm, đó là mảng xe ô tô điện của VinFast trong bối cảnh toàn cầu đang lâm vào tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn. Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng đã đề cập, ngay trong năm tới đây, nếu không bị thiếu chip, VinGroup dự kiến bán khoảng 56.000 xe tại Mỹ, nhưng do thiếu chip, nên kế hoạch phải còn lại còn 15.000 xe. Như vậy, trong năm 2022, lượng xe dự kiến bán ra của VinFast tại Mỹ sẽ giảm tới gần 4 lần, đồng nghĩa với việc hiệu suất sản xuất ô tô điện của hãng xe Việt sẽ ảnh hưởng trong năm 2022 vì thiếu hụt nguồn cung chip. Chỉ vì mỗi một con chip bé bằng cái móng tay thôi mà cả thế giới ô tô đều đứng, xe thì đắp chiếu, xe thì phải loại bỏ chức năng. Thế mới thấy, ngoài con Covid thì con chip mới là con nguy hiểm nhất hành tinh các bạn nhé! Và với một tập đoàn năng động đa lĩnh vực, dám nghĩ dám làm mà còn làm lớn như VinFast, người ta đang trông ngóng rằng liệu ông lớn này có vì những khó khăn trực tiếp này mà bắt tay vào sản xuất chip hay không, và nếu có thì bằng cách nào? Đây vốn là một câu hỏi khá đắn đo với giới chuyên gia. Bởi nếu xét theo môi trường tiềm năng cho việc sản xuất chip của Việt Nam, nơi mà Vin có thể có trong tay những con chip độc quyền trong tương lai cho hãng xe điện của mình, thì Việt Nam được đánh giá là đang dần trở thành nơi sản xuất chip hàng đầu thế giới. Tờ báo quốc tế East Asia Forum vừa mới nhận định, khi mà Samsung Electronics đã công bố khoản đầu tư trị giá 850 triệu đô la Mỹ để sản xuất linh kiện bán dẫn tại tỉnh Thái Nguyên, khoản đầu tư này sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ sản xuất chất bán dẫn cho nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Nhận xét về môi trường sản xuất chip ưu tú của Việt Nam, tờ báo quốc tế này cũng nhìn nhận.
chính sách công nghiệp và công nghệ của Việt Nam luôn ưu đãi cao nhất cho các dự án công nghệ cao, bao gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế doanh thu và miễn tiền thuế đất. Các ưu đãi hào phóng không phải là lý do duy nhất khiến cho các công ty đa quốc gia đổ hàng tỷ đô la vào hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam. Một lợi thế của Việt Nam so với các nước láng giềng trong khu vực là nguồn tài năng kỹ thuật trẻ với chi phí tương đối thấp hơn. Hơn 40% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và đại học của Việt Nam đang theo học chuyên ngành khoa học và kỹ thuật, và Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có nhiều sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật nhất. Báo East Asia Forum cũng khẳng định, Việt Nam cũng tự hào là một nền kinh tế mở nhất thế giới với 15 hiệp định thương mại tự do, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện và một chính phủ tương đối ổn định với các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội rõ ràng. Tính trung lập về địa chính trị của đất nước là một điểm cộng khác cho các công ty công nghệ đang tìm kiếm một địa điểm có rủi ro thấp để sản xuất và xuất khẩu. Hơn nữa, Việt Nam đã có gã khổng lồ công nghệ FPT nhúng tay thành công vào không gian bán dẫn. Tập đoàn FPT đã công bố dòng chip bán dẫn tích hợp đầu tiên của hãng được thiết kế tại Việt Nam. Trong 2 năm tiếp theo, FPT Semiconductor dự kiến cung ứng ra thị trường toàn cầu 25 triệu đơn vị chip. Đồng thời, doanh nghiệp đặt kế hoạch đưa ra thị trường thêm 7 dòng chip khác trong năm 2023, phục vụ hàng loạt các lĩnh vực công nghệ, viễn thông, IoT, thiết bị chiếu sáng, thiết bị thông minh, công nghệ trên ô tô, năng lượng. Không chỉ FPT, Viettel cũng đã sớm có những bước khởi đầu với những con chip. Vào tháng 8 vừa qua, Viettel đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ được tham gia nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip phục vụ nhu cầu nội địa, hướng tới xuất khẩu. Trước đó, từ năm 2018, Viettel đã đầu tư 40 triệu USD để nghiên cứu, sản xuất chip. Viettel cũng đã thiết kế thành công chip trong thiết bị sử dụng cho trạm viễn thông 5G. Ngoài ra, Viettel cũng đã đặt quyết tâm vào lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất chip Make in Việt Nam. Ngoài việc hợp tác với các công ty quốc tế để chuyển giao công nghệ, Viettel cũng kết hợp với những chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất chip trong và ngoài nước, cùng đội ngũ nhà khoa học có kiến thức truyền sâu tại các trường đại học. Với những gì mà công nghệ chip ở Việt Nam đã đạt được, thì việc VinFast tính toán về việc tự mình sản xuất chip, theo các bạn có khả năng không? Khi mà tập đoàn này vốn nổi tiếng là tiềm năng và nhân lực chất lượng. Khó trả lời đúng không? Vì giới chuyên gia còn chưa thể khẳng định, thì mình sao trả lời được? Nhưng bây giờ thử nghĩ theo một hướng khác, khi mà VinFast đang tập trung hết tài lực và nhân lực vào xe điện, thì liệu rằng ôm thêm cả việc sản xuất chip có phải là quá sức? Chắc chắn là có, khi mà bối cảnh chip hiện tại đang dồn lại khó khăn cho VinFast. Và nếu như Việt Nam đã sản xuất được chip, và ở Việt Nam cũng có những đơn vị sản xuất chip kỳ cựu như Samsung, Intel hay hai nhân tố mới đây là Viettel và FPT, thì có cần VinFast phải tự mình cắt thời gian, tài lực và nhân lực ra để nghiên cứu từ đầu với chip không? Điều này là không cần thiết, bởi lẽ chả tội gì mà phải bắt đầu từ đầu cái mà nước mình đã làm được, khi có thể hưởng thụ thành quả sẵn có, để dành sức mà làm những thứ chuyên biệt của mình cả, nhất là với một tầm cờ tính toán như VinFast. Các bạn công nhận không? Thế nên việc VinFast bắt tay và tự làm chip là điều khó có thể xảy ra. Vậy thì còn đường nào để khắc phục thiếu chip ô tô điện cho VinFast? Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ định hướng. Chúng tôi mời các nhà sản xuất chip về mở nhà máy ở Việt Nam, ưu đãi miễn tiền thuế đất, thuê nhà xưởng 10 đến 15 năm. Ông Vượng cho biết, Vingroup muốn đảm bảo nguồn cung chip, bởi khi đó việc phát triển bằng xe điện sẽ diễn ra rất nhanh. Vì theo ông, thế giới bây giờ chỉ thiếu xe chứ không thừa xe. Cùng với đó, Vingroup cũng đạt được thỏa thuận với Intel để phát triển các công nghệ tân tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện. Trong thông cáo báo chí vào tuần trước, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết đã ký biên bản ghi nhớ MOU với doanh nghiệp khổng lồ ngành bán dẫn của Mỹ. Các nhà phân tích cho biết, Intel đặt nhà máy lắp ráp và kiểm định chip hiện đại nhất với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD tại Việt Nam, nhiều khả năng sẽ thiết kế công nghệ cho Vingroup. Mặt khác, theo thông tin được đăng tải bởi báo quốc tế Tokyo News, VinFast cũng mở rộng hợp tác với hãng điện tử Renesas, nhà cung cấp giải pháp bán dẫn tiên tiến hàng đầu Nhật Bản trong sản xuất xe điện. Là một phần thỏa thuận mới được mở rộng, Renesas sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm hơn cho VinFast, bao gồm hệ thống trên chip, bộ vi điều khiển, chất bán dẫn tương tự và nguồn. Nó cũng sẽ cung cấp các kỹ thuật hỗ trợ để hỗ trợ VinFast phát triển các ứng dụng ô tô và dịch vụ chuyển đổi trong tương lai. Tức là đường đi nước bước của VinFast đã được tính toán xong xuôi hết rồi các bạn ạ. Đúng là Vin có khác, cái gì cũng nhanh cả nhảy. Và đương nhiên cái việc bỏ ra 2 đồng để thu về 5 đồng của VinFast là quá rõ. So với tự sản xuất chip thì hợp tác với bên khác để có nguồn chip ổn định. Thay vào đó là dành sức lực nghiên cứu phát triển thị trường xe điện để tạo doanh thu lớn. Rõ ràng là nước đi thông thái hơn cả. Các bạn nghĩ qua đợt khủng hoảng chip này thì khi ổn định lại, Vin có khả năng nào cũng tự lập ra cho mình một bộ sản xuất chip riêng cho hệ sinh thái của Vin hay không?
comment ngay suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Cũng đừng quên like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ FTí nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà Tí ở video tiếp theo.